3 bài học giúp những ai đang kinh doanh gia tăng doanh số mãi mãi. Nguyệt là một doanh nhân, là một huấn luyện viên thân tâm trí. Trong suốt thời gian hơn 2 năm vừa qua, Nguyệt cùng với cộng sự của mình giúp đỡ cho hàng nghìn anh chị thay đổi được cuộc sống, thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Trước đây, Nguyệt cũng là một người kinh doanh, cũng như hầu hết tất cả các anh chị, bất kỳ ai khi tham gia kinh doanh cũng đều muốn gia tăng doanh số bán hàng của mình đều đặn lên hàng tháng. Tuy nhiên, Nguyệt cũng đã tìm rất là nhiều cái cách thức để có thể giúp bản thân mình có được cái doanh số gia tăng đều đặn hàng tháng. Tuy nhiên là cái doanh số bán hàng của Nguyệt không có đều, không có ổn định, và có những tháng thì bán được rất nhiều nhưng cũng có những tháng thì bán được rất ít, thậm chí là có những tháng không có doanh số. Nguyệt cũng loay hoay đi tìm các giải pháp nhưng cũng không thành công. Cho tới khi Nguyệt biết tới môi trường câu lạc bộ Trạm Tay Hóa Vàng, Nguyệt học được 3 cái bài học này. Nguyệt đã áp dụng triệt để 3 cái bài học này vào trong công việc kinh doanh của Nguyệt và đã giúp cho Nguyệt đều đặn gia tăng doanh số mỗi tháng. Và ngày hôm nay Nguyệt sẵn sàng chia sẻ lại cho các anh chị đang kinh doanh mong muốn gia tăng doanh số mãi mãi. Bài học thứ nhất, hãy học cách lắng nghe khách hàng để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Khi chúng ta lắng nghe, chúng ta mới biết là khách hàng đang có nỗi đau gì, đang gặp vấn đề gì, và cái sản phẩm dịch vụ của mình khi mà khách hàng sử dụng thì sẽ giúp cho họ đạt được sự sung sướng, đạt được cái điều mà họ muốn. Còn nếu như mà bạn cứ thao thao bất tuyệt là sản phẩm này của tôi tốt, khi gặp khách hàng chúng ta không có lắng nghe khách hàng mà cứ thao thao bất tuyệt nói về sản phẩm của mình thì chúng ta sẽ không có bán được hàng. Bài học số 2, hãy tận dụng Internet để xây dựng một cộng đồng những khách hàng tiềm năng, những cái người họ có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. Và khi tận dụng Internet thì chúng ta cũng tối ưu hóa được cái chi phí cho công việc kinh doanh của mình. Nếu như anh chị nào chưa biết tận dụng Internet để giúp cho mình xây dựng được một hệ thống mạng lưới mối quan hệ với khách hàng tiềm năng thì hãy inbox cho Nguyệt, Nguyệt sẽ tặng tài liệu giúp cho các anh chị biết cách. Bài học số 3 là chúng ta không ngừng học hỏi, phát triển bản thân, cập nhật những cái thông tin mới nhất từ thị trường, bởi vì thế giới kinh doanh luôn thay đổi. Có thể tại thời điểm này cái chiến lược này phù hợp với công việc kinh doanh của bạn, nhưng chỉ cần 1 tháng sau, 6 tháng sau hoặc là 1 năm sau cái chiến lược này nó không còn phù hợp. Nếu như bạn không có chịu học tập phát triển bản thân, bạn không có cập nhật những cái tư duy, những cái kiến thức mới, những cái cách làm mới thì cái việc bạn bán hàng nó cũng không dễ dàng. Nhờ tận dụng 3 cái bài học này, Nguyệt đã rất là thấu hiểu khách hàng, biết được nhu cầu của họ mong muốn điều gì, và Nguyệt đã giúp cho doanh số bán hàng của Nguyệt gia tăng đều đặn mỗi tháng. Không những thế mà Nguyệt còn giúp đỡ cho rất là nhiều anh chị đã ứng dụng và đạt được cái kết quả đều đặn hàng tháng gia tăng doanh số. Hãy áp dụng ngay. Nếu như các anh chị đang kinh doanh mà chưa có một môi trường học tập phát triển bản thân mỗi ngày, cập nhật những cái thông tin mới nhất mỗi ngày thì hãy inbox cho Nguyệt, Nguyệt sẽ giúp cho các anh chị có được một môi trường nơi anh chị có thể học tập phát triển bản thân mỗi ngày, cập nhật những thông tin mới nhất. Follow kênh của Nguyệt để nhận được nhiều video giá trị khác.